Dạ xin chào quý bà con cô bác trên kênh của Dung Dân Dung Vẻ. Dạ con chào đi. Rồi con chào đi. Xin chào mọi người. Đó. Hôm nay thì văn phòng giống như một cái nhà trẻ luôn quý bà con cô bác ạ. Và hiện nhà nay trẻ này nhà, vui. Nhà trẻ này rất là ghê gớm đang chơi bánh phải. Nhà trẻ thì gì mà nhà trẻ, nhà công ty thì có chưa đó. Nhà, à, nhà công ty hả? Nhà công ty hả? Ở bây giờ từng bạn giới thiệu nè. Hôm nay lớn quá rồi nè. Con học lớp 5. Con quen Bình Bình. Con tên là Nguyên Bình Bình. Năm nay con học lớp mấy? Con năm nay con học lớp 5. Rồi đến nè. Dạ con tên Nguyên Hoàng Nam, nay con học lớp 9. Rồi tới nè. Con tên Nguyễn sao ai con học lớp 1. Nguyễn Noa, Noa Nguyễn. Dạ. Con tên quên Nguyên tên con Bình luôn. Nguyên. Dạ. Năm nay con mới học lớp 4. Chu cha, tự nhiên ta giới thiệu tên cái nằm ra đất cười kìa, trời đất ơi. Thì hôm nay là ngày cuối năm rồi, các bạn đi theo mẹ đi làm mà hôm nay yêu cầu ăn cái món là món tôm hùm đất ra fish. Và trong khi mà ăn xong thì bây giờ lên trên phòng ngồi chơi bánh bạc. Rồi ok, mình tiếp nè nè các con. Ủa hồi nãy ai thua? Mẹ thua. Mẹ thua rồi, đưa đây, tới mẹ đọc câu chuyện đầu tiên. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ kể một câu chuyện ha, để coi coi. Thì khi mà mình quánh bài mà thua thì sẽ đọc một câu chuyện. Đọc hết trang luôn. Câu chuyện về coi. Câu chuyện người phút rác. Đó bắt đầu á Noa bắt đầu tào lao rồi nha Noa. Trời ơi. Rồi thì bây giờ sẽ là câu chuyện không khuất phục trước bệnh tật. Đây, cả nhà nghe khi mẹ đọc xong mình sẽ rút ra bài học gì trong này nha. Bài học đó chính là không khuất phục trước. Đó là vào học kỳ đầu tiên của tôi tại trường đại học Florida. Tôi thường xuyên cảm thấy người mệt mỏi, toàn thân phờ phạc, thậm chí có lúc phải rất cố gắng mới bước ra khỏi giường được. Đồng thời cân nặng của tôi cũng giảm 20 pound. Nhưng vì khi ấy tôi còn bận học, cộng thêm phải dành thời gian chuẩn bị cho cuộc thi hoa học Florida, Hoa Kỳ, nên không còn thời gian để chú ý đến sức khỏe của bản thân. Vậy nhưng hôm sau thi chung kết, tôi bị chóng mặt, buồn nôn, suýt chút nữa thì ngất lịm phía sau sân khấu. Bố mẹ đưa tôi vào bệnh viện làm xét nghiệm máu. Nằm viện vài hôm, tôi được xuất viện và trở lại trường học. Lúc này kỳ thi cuối kỳ sắp đến nên tôi bắt đầu buộc phải dành nhiều thời gian để ôn bài. Trong lúc vùi đầu vào việc ôn thi thì chuông điện thoại reo. Nicolas, con có kết quả xét nghiệm máu rồi. Nói tới đây, mẹ tôi chững lại vài giây, sau đó mới tiếp tục. Lượng đường trong máu của con là 5.509. Điều đó nghĩa là gì? Tôi thắc mắc hỏi. Con à, người bình thường chỉ ở mức là 126 thôi. Mẹ tôi nghẹn ngào mặc dù đã cố gắng để che giấu. Những giây tiếp theo là những giây phút im lặng của cả hai bên đầu dây. Em hơi tiền cua anh trả đấy, con hoa hỏi không? Chị trả đi. Tiền đâu? Có nhưng mà xíu nữa người ta đưa hóa đơn đến. Vì cái thứ hai nữa là cái tuyết nó về của nó có một cái mắc ca đó, mà hôm trước quà để cho nó thì có cách nào gửi cho nó được không? Thì bảo Hảo nó ship bưu điện về cho mọi người. Ai ấy thì ship bưu điện cho ta. Của mỗi bạn Hà ấy à? Của mỗi bạn Tuyết à? Mỗi Tuyết đó hả? Tuyết giờ đâu có ai về Gia Lai đâu. Coi nhà Hà, nhà Hảo qua nó có về không thì nó gửi về. Dạ. Mấy chân cái hóa đơn đi chị chưa? Dạ rồi, em mới gửi qua Facebook của chị đó. Ủa, Facebook à? Dạ, dạ. Khó khăn lắm mẹ tôi mới nói tiếp được. Con à, con bị mắc bệnh tiểu đường rồi. À, bệnh tiểu đường là sao? Sao lại mắc bệnh tiểu đường? Không, đây không phải là sự thật, chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đây rồi. Mẹ nói cho tôi biết những việc mà mẹ có thể làm cho tôi. Sau đó mẹ nói, con à, con bắt buộc phải về nhà nghỉ ngơi. Hãy nhớ kỹ, không được ăn những đồ quá ngọt. Như vậy sẽ tốt hơn. Sẽ tốt hơn ư? Sau khi nghe điện thoại, tôi lại gần mở tủ lạnh ra. À, đồ ngọt. Đây chính là những thứ mà ở độ tuổi của tôi rất là thích ăn. Những thứ mà tôi nghiện nhất. Có lẽ nào từ nay về sau tôi phải tạm biệt chúng ư? Lẽ nào từ giờ trở đi tôi không được ăn chè, không được uống trà sữa, không được uống nước ngọt nữa hay sao?
Ui trời ơi, tôi không thể tin được. Tôi liền bật nắp hai lon nước ngọt ra và uống liền một hơi cả hai lon. Sau đó đi thẳng về nhà hàng buffet. Tại đây tôi lấy đầy một dĩa, nào là pudding, nào là bánh ngọt, nào là bánh gato. Vừa ăn vừa nuốt nước mắt vào trong. Đêm hôm đó tôi nôn ra liên tục, nôn đến mức không biết trời đất gì nữa. Sáng hôm sau tôi dùng hết sức để mở mắt ra và phát hiện ra mình đang nằm trong bệnh viện. Tụi con biết tại sao chưa? Tại vì mình Nico có... à? Ghê vậy? Nico nè, em bắt buộc phải chấp nhận sự thật. Đồng thời bản thân em phải bình tĩnh lại. Dứt lời, bác sĩ nói tiếp: em bắt buộc phải điều chỉnh thói quen ăn uống và phương thức. Đang đưa cái mông vô camera rồi. Ngồi xuống con. Em bắt buộc phải điều chỉnh lại thói quen ăn uống và phương thức sinh hoạt của mình. Nếu không thì lượng đường trong máu của em sẽ bất ổn. Tiểu đường thì không phải là bệnh, không thể chữa khỏi. Bắt đầu từ bây giờ, việc quan trọng nhất của em chính là duy trì cho cơ thể khỏe mạnh. Vậy thì việc học của em bây giờ thì sao? Còn cuộc thi của em nữa? Tôi hỏi. Việc học ở trường đại học thông thường đều rất ấm áp. Con qua bên đây ngồi đi nào. Con muốn ngồi cùng cô Dung. À, muốn ngồi cùng với cô Dung hả? Ờ, ok, ngồi đó được. Rồi. Tại đâu rồi? Rất áp lực. Đâu? Việc học ở trường đại học thông thường đều rất áp lực. Trong khi đó, việc quan trọng nhất đối với em lúc này là giảm lượng đường trong máu xuống. Vậy nên tốt nhất là em hãy từ bỏ việc học. Còn về cuộc thi hoa hậu thì em hãy gác lại, càng không thể tham gia. Tôi nằm bẹp trên giường. Nicola. Tôi nằm bẹp trên giường, cuộc đời của mình coi như chấm hết. Tôi nghĩ thầm. Cô Dung ơi, cái khúc mà Nicole mắc bệnh tiểu đường không phải là ngày tận thế đâu. Câu nói này là của một cô y tá. Nói khiến cho tôi cảm thấy nỗi buồn và nỗi chán chường trong lòng mình nguôi đi một phần nào. Cô y tá đem đến một cái khay đến trước mặt tôi. Bên trong có một cái kim tiêm và một quả quýt. Đề nghị qua bên đây ngồi đi cưng. Thôi kể gì muốn sợ hãi. Kể muốn sợ hãi luôn nè. Ngồi đây rồi, là xong rồi nha. Nghe ghê quá hả? Nghe ghê quá hả? Rồi. Sau này mỗi ngày em đều phải tự tiêm insulin vào. Em hãy lấy quả quýt này làm vật thí nghiệm để học cách tự tiêm vào cho mình. Hãy cầm cái kim lên, sau đó đâm vào quả quýt và sau đó bơm một hơi. Đó. Hãy nhớ rằng nếu như em chấp nhận sống chung với căn bệnh này, đồng thời có thể tự chăm sóc mình thì em có thể làm được bất kỳ việc gì mà em muốn. Sau khi đâm vào quả quýt 20 nhát thì tôi mới dám đâm vào người mình nhát đầu tiên. Trời ơi. Nghỉ học trở về quê nhà mình, tôi đều đặn đi nhà thờ một ngày 3 lần, một tuần 3 lần. Ngày nào tôi cũng cầu nguyện, xin Thượng Đế hãy cứu lấy con. Nếu người có thể đuổi được căn bệnh này đi thì con sẽ vô cùng mãn nguyện. Thôi đừng có lẽ Thượng Đế đã từ chối lời thỉnh cầu của tôi. Tôi quyết tâm sẽ sống như khi chưa bị bệnh. Tôi quay trở lại trường học, học xong bằng cử nhân đại học, sau đó tiếp tục lấy bằng thạc sĩ. Tôi điên cuồng khống chế lượng đường trong máu của mình, hy vọng có thể thấy được kết quả như mình mong muốn. Vì vậy, tôi đã lấy hết nỗ lực, thậm chí là chuyện nhỏ nhất như ngủ thêm 30 phút nữa. Bữa ăn sáng lấy ít bánh mì hơn, bữa trưa, bữa tối đều ăn đồ ăn giống nhau. Tôi chỉ nói với người bạn của tôi là tôi mắc bệnh tiểu đường và tôi tham gia cuộc thi hoa hậu. Tôi cho rằng chắc chắn mọi người đều nghĩ hoa hậu là những người hoàn hảo, không có khuyết điểm. Vì vậy, tôi có thể cho mọi người biết là tôi có bệnh. Năm 1997, tôi giành được danh hiệu quán quân trong cuộc thi hoa hậu Apple. Điều này có nghĩa là tôi có tư cách tham dự cuộc thi hoa hậu của bang. Bang này, chữ này đọc là sao con? Virginia. Nếu như chiến thắng thì tôi sẽ được cử đi tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoa Kỳ. Sau này tôi biết được rằng dùng bơm insulin tự động thì sẽ không cần phải tự bơm insulin cho mình nữa. Tuy nhiên, tôi cầm cái bơm ấy lên thì tay tôi mới phát hiện ra rằng cho dù mình có cố định nó trên eo hay là trên bất kỳ chỗ nào trên cơ thể thì đều nhìn thấy nó. Đặc biệt trong lúc thi hoa hậu, các giám khảo lại càng nhìn thấy rõ. Không, tôi không muốn dùng thứ này trước mặt mọi người, cho nên tôi đã cất nó vào lại trong hộp. Cuộc thi hoa hậu tổ chức đúng ngày dự kiến,
Hàng ngày tôi vẫn kiên trì tiêm insulin vào, ăn uống đúng quy định và đi ngủ đúng giờ. Tuy nhiên, vào buổi sáng ngay trước ngày thi, tôi bắt đầu lại ngất xỉu một lần nữa. Lúc này mở mắt ra thì tôi thấy mẹ ôm mình, bác sĩ và y tá vây quanh. Người của ban tổ chức nhìn tôi một cách chăm chú. Mẹ ơi, có rất nhiều người đã biết rồi đúng không mẹ? Đây là câu đầu tiên tôi tỉnh dậy. Không, không ai biết cả. Mẹ ôm chặt lấy tôi. Tôi xin với người quản lý cuộc thi cho tôi được tiếp tục thi và họ đã đồng ý. Mấy hôm sau, tôi muốn quên đi buổi sáng ngày hôm ấy. Nhưng cho dù làm thế nào thì tôi cũng không thể quên. Tôi nhận ra rằng thật ra tất cả mọi người đều đã biết tôi bị mắc bệnh tiểu đường. Tôi là một thí sinh có khuyết điểm. Cuối cùng, tôi quyết định lấy hết can đảm đeo cái máy bơm insulin tự động còn to hơn cả cái máy nhắn tin kia lên người mình. Kết quả là bởi chính sự trung thực này mà tôi đã giành chiến thắng trong cuộc thi năm ấy. Trong cuộc thi Hoa hậu Hoa Kỳ năm ấy, chỉ trừ lúc đi bơi, còn lại tôi đều đeo theo máy bơm insulin trên người. Tôi không hề e ngại việc mình... Insulin là gì? Máy bơm insulin có nghĩa là mấy người bị tiểu đường phải bơm cái chất này vào người á con. Tôi không hề e ngại việc mọi người biết mình bị tiểu đường. Đây chính là tôi, đây mới là con người tôi. Tôi không hoàn hảo nhưng tôi hạnh phúc. Trong lúc chờ đợi MC công bố người giành chiến thắng, tôi dành hết sức bình thản. Bởi tôi đã đạt được mục tiêu của mình rồi. Mục tiêu của tôi chính là nói với chính mình cũng như với mọi người là những người cũng đang mắc một căn bệnh nào đó giống như tôi. Bệnh tật thực ra không hề đáng sợ. Khoảng cách thi Hoa hậu Hoa Kỳ năm 1999, đội chiếc vương miện lên đầu tôi. Khi tôi dạo bước trên những ánh mắt dõi theo của mọi người, khoảng khắc ấy khiến tôi thực sự rất kiêu hãnh. Có điều gì còn hoàn mỹ hơn điều này nữa hay không? Kết thúc cuộc thi, có phóng viên hỏi tôi: bạn đã sống như thế nào khi bị tiểu đường? Đây là một thách thức. Từ khi bị bệnh tiểu đường, tôi ngộ ra được rất nhiều điều. Tôi biết rằng tôi là một người kiên cường. Tôi đã trả lời như thế. Rồi bây giờ rút ra bài học gì từ câu chuyện này các con? Tôi phải dũng cảm vượt qua khó khăn. Dũng cảm vượt qua khó khăn. Rồi tiếp theo, tôi phải sống thật với con người của mình. Sống thật với con người của mình. Rồi Hoa Nam. Sống thật gì nữa? Chị nói gì hai cái luôn xong xong. Không nói gì, chứ không biết nói gì luôn rồi đó. Rồi không biết nói gì chuyện. Rồi rút ra bài học gì? Không biết nói gì hết. Không biết nói gì hết. Rồi Bình Nguyên. Con nghĩ là qua câu chuyện này con rút ra được bài học gì để trưởng thành? Để con ha. Con nghĩ là thu giọng nói được. Hồi nãy con định nói cái ý của mày không? Không sao, con cứ nói đi. Đó chính là y chang mèo. Là gì? Tự tin vượt qua khó khăn. Tự tin vượt qua khó khăn. Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Cái này hết rồi mẹ. Gì nữa không? Còn bài học gì sâu sắc mà mình rút ra được nữa không? Con. Rồi ok, tới Noa. Cô gái đến từ trên mây. Tự vượt qua khó khăn xong. Tự vượt qua khó khăn. Rồi ok. Chu cha bày cái phòng. Rồi bớt đi ha. Rồi và đây là một buổi thì các con qua văn phòng chơi chưa có tắt không? Các con qua văn phòng chơi và đang bày ra đây, đang ngồi quánh bài nha bà con cô bác ơi. Và đánh bài cứ hễ mà ai mà thua thì sẽ đọc một câu chuyện, sau đó là rút ra bài học và bắt đầu lại chơi tiếp. Rồi chia bài các con ơi, hồi nãy ai thua? Mẹ thua. Ủa mẹ thua hả? Mẹ thua, mẹ vừa đọc chuyện xong. Rồi tiếp. Noa đi qua tủ của Noa đi. Ủa đâu có bao vít nữa, bây giờ ai thắng này đi chứ? Chắc chắn là cô Dung mình. Ai dám qua đội với cô Dung? Bây giờ muốn qua đội cô Dung hả? Lý do? Đội này thua dữ rồi nha. Đội này thế mà thua là con đọc chuyện được không? Được không? Ok nha. Là mẹ chơi nhưng mà đọc chuyện hả? Đúng, có nghĩa là mẹ chơi nhưng mà sẽ đọc chuyện thay mẹ được không? Rồi. Ok không? Con đọc chữ được chưa? Rồi con đọc thử cô Dung nghe ra một hai chữ ra được chưa? Đọc một câu chuyện ra. Đọc một câu chuyện. Rồi đọc đi mà. Rồi đọc đi. Không khuất phục trước bệnh tật đầu tiên. Rồi được rồi.
Trời ơi, người ta chưa vô lớp 1 nữa mà người ta năm nay năm nay lớp 1 đúng không con? Lớp 1. Trời sao lớp 1 đọc chữ giỏi dữ vậy? Tính là lớp 1 mới học mấy cái chữ như Nicole là Nicole hay cái gì á? Nicole. Con đọc cái này. Ủa có nghĩa là em mới học lớp 1 mà em nó đọc giỏi dữ vậy luôn hả? Đúng rồi mẹ. Mẹ nhớ rồi. Hồi đó là mình học lớp 2, lớp 3 gì mình mới đọc chữ được mà ta. Đúng rồi. Con nhớ là ngày xưa học lớp 2 là mới học cái đọc chữ mà. Học lớp 2 là cái đọc chữ hả? Con ra với A đúng không ta? Đâu đâu đâu. Gì đâu con đọc chữ nào? Trong lúc đó là cái này đọc là Florida, Florida. Bài học lên đi. Rồi, như vậy là được rồi đó. Tôi chỉ em mỗi lần cảm tới thấy chăm sóc người luôn. Nói. Ủa cái máy này có mở. Không. Không tin nó đâu. Nhẹ bôi ơi, chiếc của quả nhẹ bôi. Không chứa đâu. Con. Và năm hết sắp đến thì con xin chúc ông bà cô chú phát tài phát lộc và sự như ý. Và chúc Tết nè các con nha. Khoan, chúc Tết này, chúc Tết cái này nhanh nha. Đây. Xin chúc. Xin chúc ông bà. Ba mẹ. Cô chú. Năm. Đây này đẹp trai, Năm gì? Năm ba. Sức khỏe. Sức khỏe đó. Sao nữa đi. Luôn xinh đẹp. Nó luôn xinh đẹp. Trời ơi, Danny đẹp trai quá. Hạnh phúc. Trời ơi. Dạ. Nó đi. Cái dây nha. Bà. Bà mình cho đạm được. Bà bình an. Rồi, Danny bye bye đi. Danny đẹp lắm. Đi xanh đi ha. Bà. Bà đồn xanh. Ở nhà hậu. Nhà thì rất là rộn ràng. Tết đến và năm mới thì cũng kính chúc quý ông bà cô chú một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Dạ, bye bye mọi người.